Thì trong những trường hợp nào mình đã phải đổi mã sinh sau 2 ngày, mình sử dụng mã sinh mà nó bằng con số, mình nhấn bằng con số thì đầu tiên là lâm sàng là con số cái này, hai là dịch nào thì mà nó không thể truyền thì mình phải đổi mã sinh nhé. À, làm sao để biết mang nào không ngấm hay là do kháng? Đầu tiên là mình phải nghĩ tới là kháng thuốc đấy. Còn mang nào không ngấm thì thường thường mình chọc dịch nào tùy đó, mình thấy là cái dịch nào tùy đó vẫn còn rất là nhiều tế bào ấy, mình đủ quá nhiều loại kháng sinh rồi mà mình nhấn tù từ con số như vậy thì mình có thể chụp cái CT để qua cái mức độ nó có tù mù gì mà cứ không vì cái tù mù đó là tạo thành một cái ổ áp xe như rồi vậy, như là mụn đóng một lớp như vậy thì kháng sinh nó không ngậm vào được, cái nó không có phát huy tác dụng được, thì khi đó mình phải mời ngoài để họ mà xúc rửa cái mang nào, thì khi đó thuộc mà họ máy mà ngậm vào được thì cái này mình mới điều trị được. Có nghĩa là cái thương thương á, đầu tiên mà nếu bệnh nhân vẫn con số vẫn không cải thiện thì mình phải nghĩ là bệnh nhân khác mình phải vi khuẩn kháng thuốc đấy, còn nếu mà cày ra được cái tốt thì trong những trường hợp này mình phải đổi kháng sinh. Sau 2 ngày mình nhấn vào con số và xét nghiệm mà vẫn không có tốt thì phải đổi kháng sinh. Còn mình đổi kháng sinh mấy lần rồi mà mấy bệnh nhân vượt cửa sổ đổi kháng sinh mà vẫn tối đa có thể rồi mà bệnh nhân vượt cửa sổ thì mình phải nghĩ là bệnh nhân bị dây dựng mang nào vì cái kháng sinh đó nó không còn ngậm vào được, hiểu không? Chứ còn mình nói là cái kháng sinh mà không ngậm vào, đầu tiên mình phải lựa chọn kháng sinh là phải kháng sinh ngậm hàng ngậm tốt vào phải mang nào phải đạt, nhưng mà có những trường hợp là không ngậm được vì có cái biến chứng rồi thì cái trường hợp đó thì mình phải mời ngoài để họ xúc rửa không nào chắc. Ok chưa, kết thúc bài viêm viêm mà mù hết chưa, mình chuyển qua bài viêm nào ấy. Ok, viêm nào không phức tạp, không viêm mà mù nè. Viêm mà mù thầy là mang đơn giản cho con, viêm nào cũng chiều vẫn bị điều trị đó luôn. Đấy. Nhất là viêm nào thì cái mục tiêu bài giảng này nắm được dịch tễ học của bệnh viêm nào, và đặc biệt là hay gặp nhất là viêm nào Nhật Bản nhé. Hai nữa là mô tả lâm sàng những cái thể điển hình và các biến chứng di chứng thường gặp của trẻ em. Ba nữa là trình bày cái cách xử trí của những trường hợp viêm não cấp nhé. Viêm nào nó khó hơn nhiều so với viêm não, viêm não mủ, vì các em biết rồi, vi khuẩn thì có thuốc điều trị, có kháng sinh, nhưng mà virus thì chiều cũng có kháng sinh, không có thuốc chi điều trị được hết, mình chỉ có thể điều trị được thôi đấy, mình có thể phòng bệnh thôi, chứ còn điều trị thì cũng rất là khó khăn. Mình đa số là điều trị được đấy. Và ngoài ra nữa thì cái viêm viêm não viêm não thì nó gây ra những cái di chứng nhiều hơn nhiều so với viêm não mủ, và cái bệnh lý nó nặng hơn nhiều nhé. Đầu tiên thế nào viêm não đó là cái tình trạng nhiễm viêm nhiễm cấp tính ở mô nào có thể lan tỏa hay khu trú do nhiều nguyên nhân gây nên, những phần lớn là do một số là virus. Bệnh viêm não cấp do virus có thể lây truyền qua mũi đốt này, ví dụ giống như là viêm não Nhật Bản này, có thể lấy qua đường hô hấp này, ví dụ giống như virus herpes này, hoặc là qua đường tiêu hóa này, như ví dụ như các loại vi trùng đường ruột. Bệnh thường khởi phát cấp tính, diễn biến rất là nặng, tỷ lệ tử vong và di chứng rất là cao, hay gặp ở trẻ em nhiều độ tuổi khác nhau. Viêm nào có thể hay gặp theo mùa nữa. Viêm nào cấp gặp rải rác quanh năm ở hầu hết các địa phương, tuy nhiên tỷ lệ mắc có xu hướng tăng vào mùa hè này, mùa nóng á, từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Ví dụ giống như các em sẽ thấy này, viêm não Nhật Bản lưu hành hầu hết các địa phương ở nước mình như thế, thường gây dịch vào các tháng 5, 6, 7 và gặp nhiều nhất ở lứa tuổi từ 2 đến 8 tuổi, lấy truyền qua trung gian mũi đốt. Các em sẽ thấy có một đợt một trong năm là viêm viêm não sẽ nhiều hơn so với những cái tháng khác, ví dụ giống như mùa hè này thì cái mùa mà giống như mùa mùa vải ấy, mùa vải là hay gặp cái viêm não Nhật Bản nhất. Viêm não cấp do các virus đường ruột thì cũng có thể xảy ra quanh năm, nhưng mà nhiều ở các tháng từ tháng 3 đến tháng 6 và cũng gặp ở trẻ nhỏ và lây truyền qua đường tiêu hóa.
Con virus nào do herpes á, thì có thể gặp trẻ trên 2 tuổi, trẻ sơ sinh cũng có thể gặp đấy, nhưng mà là tiếp 2. Các loại virus khác thì gặp hơn, lâu lâu xảy ra, có thể phải là lại là trong năm đấy. Ví dụ giống như là cúm này, sởi, quai bị, rubella, adenovirus Epstein-Barr, hay là có những trường hợp bệnh nhân bị HIV, bị viêm não đấy, hoặc là citomegalovirus đấy. Trong những năm gần đây á, thì mình cũng hay gặp những trường hợp mà viêm não nó sởi. Về lâm sàng thì hạt cũng có ba giai đoạn ủ bệnh, giai đoạn khởi phát và giai đoạn toàn phát. Ủ bệnh thì có thông thường từ 5 đến 5 ngày đến 2 tuần. Còn giai đoạn khởi phát cái thông minh là từ 1 đến 4 ngày, với những cái triệu chứng đầu tiên là có thể có hội chứng nhiễm trùng và sốt cao, có thể tiêu chảy, nôn mửa, có hội chứng thần kinh, ví dụ những trẻ có khóc, mất ngủ, ngủ gà, ngủ gật, thay đổi thị tình, đau đầu, nôn mửa. Nhưng cái triệu chứng này nó không điển hình, nó rất là mơ hồ ấy, và cũng có thể gặp nhiều ở những cái bệnh khác ấy. Và đặc biệt á, là nó có thể có các triệu chứng khác tùy vào loại virus, ví dụ giống như có biểu hiện đường hô hấp đấy, ho, chảy mũi nước này, có thể có tiêu chảy, phân lỏng, đường tiêu hóa, tiêu chảy, phân không có nhai máu đấy, hoặc là có biểu hiện phát ban, bỏng nước. Trong gặp trong những cái trường hợp là ví dụ giống bệnh tay chân miệng này, viêm não mà do ở viêm bệnh một này, enterovirus bệnh một này, cái loại virus này cái bệnh tay chân miệng họ có thể gặp tình trạng là viêm não cấp và tối cấp. Những trường hợp bệnh nhân là vô là và tình trạng là hôn mê luôn, tăng huyết áp, hôn mê luôn, tình trạng gọi là tay chân miệng thể tối cấp cực kỳ nặng. Còn giai đoạn toàn phát thì cũng cũng phân ra tùy vào tuổi của trẻ, những trẻ lớn thì cũng có hội chứng nhiễm trùng, sốt cao và mặt nhiễm trùng lợi bằng, có những là dấu hiệu tổn thương thần kinh trung ương. Cái điểm mà nhiều khi mình cũng khó phân biệt giữa cái viêm não và cái viêm mang não, ví dụ viêm mang não mủ, viêm não với virus và viêm mang não mủ, tại vì hẳn cũng có cái hội chứng nhiễm trùng, cũng có cái những cái biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương. Nhưng khi mà bệnh nhân có những cái bị tổn thương, giống như có biểu hiện tổn thương nào rõ, ví dụ giống như bệnh nhân có dịch này, hoặc là yếu liệt nửa người này, yếu liệt những cái dây thần kinh sọ đấy, có nghĩa là liệt khu trục á, hoặc là có biểu hiện là hôn mê, thì thường thường á, mình sẽ nghĩ tới cái viêm não nhiều hơn, nên có biểu hiện thần kinh rõ hơn so với những nằm mù. Nếu nằm mù thì thường thường là dấu hiệu cứng cổ, hay là cái huyết Kaposi'ski, hoặc là mạch băng não là kiếm tỉnh. Viêm não nó cũng có thể như vậy, nhưng mà những cái biểu hiện của tổn thương não nó rầm rộ hơn so với những nằm mù. Nhưng mà đó là nói lý thuyết thôi, còn nhiều khi thì mình cũng phải chụp hình ảnh tuyến, khi mình cũng phải chụp CT, chụp ảnh ra đấy nhá. Đối với trẻ nhỏ thì các dấu hiệu trên có thể không điển hình và khó phát hiện, có thể có biểu hiện nhiễm trùng, hoặc là bệnh nhân có thể có nôn mửa, cũng có thọ phong, cũng có thể là khóc thét thét gồng cả người. Những cái biểu hiện này nó không có điển hình nhé. Thể lâm sàng này, viêm não thể lâm sàng thì có thể là có ba thể: thể tối cấp, thể cấp tính hoặc thể nhẹ. Thì thể tối cấp là cực kỳ nặng, sốt cao liên tục, có dịch hôn mê, suy hấp, suy tuần hoàn và tử vong rất là nhanh. Thế nhiều khi mình chưa chẩn đoán được đó là mình, nhiều khi mình chỉ vô gọi là hội chứng mang não thôi, mình chỉ biết là có hội chứng não cấp thôi, nhưng mình chưa chẩn đoán được là cái nguyên nhân là hàng đắng nè, chưa biết là nó cái gì nè, mình đã tử vong rồi cực kỳ nhanh. Thể cấp tính thì có thể là diễn biến cấp và các biểu hiện lâm sàng nặng và điển hình. Còn mà thể nhẹ thì có những trường hợp là chỉ có rối loạn trí giác mức độ nhẹ, phục hồi thì nhanh. Đa số viêm não thì nó có thể tự phục hồi thôi, cho mình cũng không làm chỉ được hướng dẫn cho nó, mình có hỗ trợ đó. Về cận lâm sàng thì dịch nào tùy với viêm nào, nếu virus thì đa số hẳn giống như là viêm mang nào được trong vậy, dịch trong áp lực bình thường, hoặc là có thể tăng nhẹ tế bào bình thường, hoặc là tăng từ vài chục đến vài trăm, chủ yếu là bạch cầu đơn nhân đấy, là
có thể là lympho đấy. Protein có thể là lympho nó tăng, protein bình thường hoặc tăng, có thể tăng nhẹ thôi, tăng protein trong viêm não ví dụ là nó tăng nhẹ thôi, glucose có thể bình thường. Và mình có thể làm cái xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán xác định virus, ví dụ giống như có thể làm PCR, có thể làm ELISA hoặc là phân lập virus, nhưng mà cái này còn phụ thuộc vào cái khả năng của từng bệnh viện, của từng nơi. Nhưng mà mình phải nghi ngờ cái loại gì ấy, họ mới làm được. Tại vì ví dụ giống như một cái xét nghiệm PCR một loại virus đó, ít nhất là phải 700.000, mà mình làm mình nghi ngờ cái loại vi khuẩn virus gì hết, mình cho làm PCR cái loại chiều họ việc làm đó. À, cái xét nghiệm máu thì có thể tăng bạch cầu nhẹ hoặc là bình thường, điện giải đồ đường huyết có thể tăng giảm bình thường. Thì những cái xét nghiệm này nó không đặc biệt cho một cái nhịp rung rầm rộ. Những cái xét nghiệm tìm nguyên nhân khác, ví dụ giống như là tìm kháng thể bằng kỹ thuật ELISA, hoặc là tìm kháng nguyên bằng kỹ thuật PCR, hoặc là phân lập ví dụ từ dịch não tụy. Ví dụ giống như những cái bệnh nhân mình nghi ngờ viêm não virus hoặc là viêm não virus, thì những cái loại virus mà mình hay gặp ví dụ giống như là viêm não Nhật Bản đấy, là mình có thể làm này đấy. Ở phía bệnh một trong gây ra bệnh tay chân miệng thì mình có thể làm này, test là mình có thể làm, thì những cái ví dụ đó thì mình có thể làm xét nghiệm ELISA nhé. Còn có thể có những cái loại ví dụ khác nữa mà khi mình nghi ngờ mình có thể làm PCR, nhưng mà cũng hơi khó tùy bệnh viện nữa. Những cái xét nghiệm khác để mà coi thử là bệnh nhân có rối loạn có những cái là gì kèm theo không, ví dụ giống như điện não đồ này, chụp các lớp vi tính hay CT, hoặc là những cái tổn thương khác ở các cơ quan khác. Điện não đồ cái này thì phải có người về chuyên ngành để mà đọc cái kết quả điện não ấy. Điện não thì có thể thay đổi có giá trị chẩn đoán và tiên lượng. Trong viêm điện não nguyên phát thì có thể sóng nhọn hay sóng dạng viêm toàn thể nhưng mà không đồng bộ. Có thể có sóng dạng giống đồng kinh hay là sóng chậm chu kỳ đặc trưng của hoại tử. Còn trong viêm não tự phát thì sóng chậm đông dạng. Cái này á, là nói chung là cái này là phải có bác sĩ chuyên khoa về thần kinh đọc điện não đồ. Thì còn mình cũng biết đọc điện não đồ mình chỉ đọc sơ thôi, có thể có sóng đồng kinh hay là không thôi. Thì còn mình cũng không 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 chuyên về cái này được. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là trong những cái trường hợp mà ơ dễ mà bình thường á, thì nhiều khi mình cũng không phải chưa được đâu đấy. Ơi dây bình thường thì cũng có một trường hợp là như là tổn thương tiện nào hoặc thân nào. Còn CT hoặc MRI thì là phát hiện những cái trường hợp mà phù não, áp xe não hoặc là nhồi máu hoặc là phân biệt với những cái khác như là khối u hoặc là tràn ăn kính hoặc áp xe não. CT MRI thì có thể phát hiện được nghi ngờ của viêm nào. Viêm nào thì ta chẩn đoán phân biệt với những cái trường hợp ví dụ đầu tiên là có dịch ra sổ nên rất là hay gặp này, viêm mà nằm mũ, viêm nào mang nào do lao, ngộ độc cấp về sốt rét thể nào hay chảy máu, xuất huyết não mang nào này, hoặc là những trường hợp động kinh. Về điều trị thì nguyên tắc điều trị là chủ yếu là điều trị hỗ trợ đảm bảo các chức năng sống, điều trị triệu chứng, chăm sóc và điều trị hỗ trợ, tìm nguyên nhân nhưng mà khó, rất là khó tìm đấy. Tìm nguyên nhân nhiều khi là tìm nguyên nhân có những cái virus mình có thuốc để điều trị, ví dụ như Herpes là mình có này đấy, nhưng mà có những virus mình đâu có làm gì được đâu. Cụ thể nhất là phải đảm bảo thông khí, chậm siêu hấp, thông đường thở, phải thở oxy nếu mà SpO2 hàng không đảm bảo, thì cho bệnh nhân thở máy nếu bệnh nhân có ngừng thở hoặc là thở oxy không hiệu quả. Thứ hai nữa là phải điều trị chống phù não. Những cái biểu hiện phù não của bệnh nhân ví dụ giống như nhức đầu, kích thích vật vã, hôn mê, có biểu hiện phù đã thì dấu thân kính có thể có biểu hiện dấu thân kính cũ trụ liệt nửa người này, gọi liệt cái sọ não này, đồng tử không đều này,
ngôn cử người thở không đều mà chậm huyết áp tăng và những biểu hiện của phù não. Thì mình phải điều trị chậm phù não bao gồm mà thứ nhất là phải cho bệnh nhân thở thông đường thở tốt, thở oxy, hỗ trợ hô hấp. Hai nữa là phải nằm đầu cao. Nếu mà không có chậm chỉ định đau đầu cao, ví dụ giống như bệnh nhân có sốc nặng đấy hoặc là bệnh nhân có bị chấn thương đấy. Hạn chế dịch, chậm phù não là phải hạn chế dịch đấy. Dịch là khoảng từ 1/2 đến 3/4 nhu cầu bình thường thôi, và phải điều trị thuốc đó là manitol thì 20% liều, từ liều cái này là có trong câu hỏi nhé, 0,5 mg/kg lần này truyền tĩnh mạch và không có 3 ngày, ở đây 3 ngày thôi, 3 lần một ngày, giữ 3 lần một ngày và không có 3 ngày. Những cái điều trị triệu chứng khác ví dụ giống như hạ sốt này, băng thuốc này, lau mát này, các cơn giật có thể là sử dụng diazepam hoặc là phenobarbital mà không được là phải dùng thiobentan. Điều chỉnh rồi làm nước điện giải, cái này mình phải làm xét nghiệm và mình phải điều chỉnh đấy là những cái điều trị hỗ trợ. Về dinh dưỡng thì phải đảm bảo dinh dưỡng, phải chăm sóc, phải hút đàm, trồng lưới, vệ sinh, phục hồi chức năng. Vì bệnh nhân có những biểu hiện, ví dụ giống bệnh nhân có những biểu hiện là liệt, khi mà bệnh nhân mà ổn định về hô hấp, về tuần hoàn, về những cái vấn đề khác thì mình phải bắt đầu phục hồi chức năng cho bệnh nhân đấy. vì nó yếu liệt thôi nhé. Xin lỗi nhé, mọi người ngồi. Sorry nha. Theo dõi những cái dấu hiệu sống này, tiêu hai, tri giác, có những cái biểu hiện tăng áp lực nội sọ, theo dõi đường máu, rồi điện tâm đồ, điện giải đồ. Còn về phòng bệnh thì điều trị nói chung là điều trị của viêm não virus thì chủ yếu là điều trị triệu chứng, điều trị hỗ trợ. Chứ còn mà điều trị đặc hiệu thì không có. Về phòng bệnh thì đầu tiên là phải tiêm vaccine, thì hiện nay mình có cái loại vaccine chống viêm não Nhật Bản có 2 loại nhé, Gvax và hoặc là Imagex, và phải diệt và phong mũi đốt nuôi gia súc ở xa và vệ sinh chuồng trại. Bệnh ba viêm não thì nó đơn giản, nó ngắn, nhưng mà nếu mà trên lâm sàng mà gặp viêm não thì là cực kỳ phức tạp, vì nó rất là có nhiều biểu hiện, nó từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng, từ có những bệnh nhân là nó đa số là nó từ phục hồi, nhưng mà có bệnh nhân là vô là có thể là di chứng rất là nặng nề, rồi là có thể tử vong. Rồi bài viêm não đó là hết. Có ai có câu hỏi gì không? Đấy là mình nói bài viêm não virus nói chung này, mình không có dạy bài viêm não Nhật Bản riêng hay là cái gì, vì những cái triệu chứng nó cũng tương tự nhau. Quan trọng là mình tìm được cái tác nhân gây bệnh, tìm tác nhân gây bệnh để mình tiên lượng, chứ còn mà điều trị thì cũng giống nhau ấy. Mọi người suy nghĩ đặt câu hỏi nhé. Quan trọng á, đa số tất cả những cái bệnh thì mình sẽ quan trọng là mình việc chẩn đoán là quan trọng, vì
phụ thuộc rất nhiều vào cái nhạy cảm của cái nhạy bén của một người ý. Chứ còn mà cái việc điều trị thì khi mình chẩn đoán được thì điều trị cho mình chỉ là dựa vào cái phác đồ điều trị thôi đấy. Ai có câu hỏi gì không? Bạn những có nếu không có câu hỏi là mình nghỉ nhé. Ai có câu hỏi là có thể gửi mail cho mình. Mail của mình không biết các bạn có chưa? Thành chân trần a công gmail.com này. Cô ơi, cho em hỏi trên lâm sàng làm sao mình phân biệt viêm não và viêm màng não mủ để cho kháng sinh. Giờ em thấy viêm màng não mủ là phải cho kháng sinh ngay từ đầu khi mà mình chưa chọc được chuyện nào gì. Và lâm sàng thì cũng rất là khó phân biệt. Mình đã nói rồi, ban đầu á, là viêm màng não mủ á, thì cái triệu chứng mà màng não thì hẳn là rầm rộ hơn. Còn viêm nào thì cái biểu hiện tổn thương nào nó rầm rộ hơn nhé. Nhưng mà cũng có những trường hợp là viêm nào màng nào cái virus là cái biểu hiện màng nào nó chiếm cụ thể hơn thì chỉ có là mình phải chọc chuyện nào tùy thôi đấy. Còn nếu mà bệnh nhân mà thường ngay cả khi trong trường hợp mà mình nghi ngờ là viêm nào màng nào do virus thì đầu tiên mình cũng phải cho kháng sinh cái đã. Đấy. Rồi mình khi mình chọc vào dịch nào truyền ra mình loại trừ hoàn toàn đi nhưng mà ngưng kháng sinh đúng không? Chứ còn khi mình nghi ngờ vì mình phải cho cái thuốc mà mình có thể mà bệnh viêm màng não mủ là mình có thể thuốc để điều trị thì khi đó là mình phải cho thuốc cái đã, cho kháng sinh cái đã, rồi khi đó khi mình chọc dịch nào truyền ra mà không phải thì mình có thể ngưng. Chứ còn mà giả sử mà viêm màng não mủ mình cho kháng sinh là mình cứ nghĩ là viêm nào thì khi nào là mình phải làm chậm điều trị rồi, em hiểu không? Có nghĩa là trong những trường hợp mà mình phân vân mà mình chưa làm để mình phân biệt được thì mình phải cho kháng sinh nhé. Mình phải cho kháng sinh trước, mình phải cho kháng sinh trước được chứ. Con chọc dịch nào tùy thật á, những cái trường hợp đấy mình chọc dịch nào tùy hiện trường hợp mình nói là những cái trường hợp chống chỉ định chọc dịch nào tùy được thôi, nhưng mà đa số những trường hợp đó mình đều chọc dịch nào tùy liên hết á. Thì khi những cái bệnh nhân mắc vô là mình chưa, những trường hợp mà bệnh nhân quá nặng hôn mê rồi đỡ sốc rồi đó thì mình không chọc dịch nào tùy được thôi. Còn đa số khi mà mình nghi ngờ viêm nào hay viêm màng nào thì mình cũng chọc dịch nào tùy cái liên được. Thì dịch nào tùy mà ra kết quả xét nghiệm rất là nhanh. Điều trong những cái trường hợp nữa thì đầu tiên mình cũng phải cho kháng sinh cái đó đấy. Rồi để khi mà mình có kết quả về là mình phân biệt được thì khi nào mình ngưng cũng không không sao đấy. Còn câu hỏi gì không? Đến đỡ phải làm khỏe hơn ấy, vậy đến đỡ làm những cái khỏe 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 hơn về đấy. Nhiều khi chưa kịp trả là nghỉ câu hỏi ấy.
Rồi thôi các em cứ suy nghĩ đi, có cái vấn đề gì cần hỏi thì email ấy, email hoặc là khi mà gặp. Mẹ em có đi lâm sàng á? Có ấy, nhưng mà đi lâm sàng thì hỏi chị kia. Thôi chừng nghỉ ngưng nghỉ, tạm biệt nha. Dạ em chào cô. Rồi tạm biệt. Em chào cô. Rồi tất nhiên em đọc cái gì và cái gì cũng biết à, kiếm trong mặt anh đi kìa.